Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân sinh hoảng hốt, con người do cha mẹ sinh ra nhưng cũng do cha mẹ buộc chết. Tôi nói cái đạo lý này chắc các bạn cũng chưa hề nghe qua. Tôi tin rằng khi nghe những lời này, ai nấy cũng đều sẽ phải hoảng hốt. Đúng vậy, con người là do cha mẹ sinh ra, nhưng chết là do họ bị già, bị bệnh mà chết. Thế thì tại sao sư phụ lại nói là do cha mẹ bắt buộc chết? Đúng là cha mẹ sinh ra bạn, nhưng ngày ngày họ hối thúc các bạn phải kết hôn. Họ bảo là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Vậy tức là họ cưỡng bức các bạn đi vào con đường chết. Chứ còn gì nữa, cha mẹ đã tự đi vào con đường chết, nay cũng lại muốn con cái đi vào vết xe đổ của mình. Cha mẹ trước là tự muốn có con, rồi cũng sẽ nói với các con rằng nếu không có con nối dõi là có lỗi với tổ tiên. Họ muốn con mình sinh con đẻ cái, đời này nối tiếp đời sau, liên tiếp không dứt đoạn, sanh con ra, rồi lại cũng bảo con cái đi chết. Bởi vì hễ có sinh là phải có tử, nhưng mục đích tối hậu của việc học Phật là để chấm dứt sinh tử. Tôi nói cái đạo lý này chắc các bạn cũng chưa hề nghe qua. Cha mẹ thường bảo với con cái, chuyện đại sự của cuộc đời con chưa có xong đâu. Cái gì gọi là chuyện đại sự của cuộc đời con? Chính là bảo bạn đi vào con đường chết. Bởi nguyên nhân này mà trời long đất lở, thế giới đại loạn. Sinh không phải là điều tốt, tử cũng không phải là điều hay. Do đó mà Đức Phật muốn không có sinh, cũng không có tử. La Hầu La là con trai của Phật Thích Ca cũng đã xuất gia đi theo Phật. Chúng ta hãy đi tìm con đường thoát sinh tử, chớ đừng đi vào con đường tử vong. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh. Giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Bởi chúng ta có lúc hồ đồ mê muội, có lúc thì thật sáng suốt minh bạch. Cho nên nếu chúng ta có một niệm sáng suốt, đó là mình đang sống. Nếu có một niệm mê muội, thì đó là như mình như đã chết. Tối đến đi ngủ thì giống như đã chết, đến sáng thức dậy giống như người mới sinh ra. Chẳng qua chuyện sinh tử này thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng ta so ra thì dài hơn một chút. Đây là thời gian ngắn ngủi tạm bợ của cuộc sinh tử. Bất luận thời gian sinh tử dù ngắn hay dài thì cũng vậy, cũng đều là luân hồi, nổi trôi chìm đắm chẳng yên. Có lúc chúng ta được sinh vào nhà giàu sang phú quý, có lúc lại sinh vào nhà nghèo hèn bần tiện. Lúc thì chúng ta sinh ra làm trâu, làm ngựa, có lúc lại làm ngạ quỷ hoặc xuống âm ti địa ngục. Đây đều là những kiếp luân hồi nổi trôi bất định, trong biển khổ sinh tử không bao giờ chấm dứt. Con người thường trong lòng khởi vọng tưởng, không biết đến mình lúc già, mình có bị chết đói, chết rét hay không, chứ không bao giờ nghĩ đến vấn đề khi mình chết, thì sẽ như thế nào? Chúng ta vì sao đến thế giới này? Có phải chúng ta đến thế giới này chỉ đơn giản là vì ăn, mặc, ngủ, xem tivi, hay là vì hưởng thụ mà đến? Mấy vấn đề này nếu không chú ý, xem ra thì rất đơn giản lắm. Nhưng nếu chúng ta chịu nghiên cứu một... ha ha ha,